Xin anh chị em cầu nguyện cho cha Massimo Ngô Vĩnh Hy, chánh xứ Hợp An, hạt xóm mới, tổng giáo phận Sài Gòn, nguyên là cha phó giáo xứ Tân Phú, khóa 6 đại chủng viện Thánh Giuse, ngài mới qua đời do đột quỵ. Vào hồi 17:30 không thấy cha ra sân lễ, giáo dân vào thấy ngài đã ngã và ngài đã an nghỉ trong Chúa. Xin Chúa xót thương, giang tay đón nhận linh hồn cha Massimo, hưởng phúc thiên đàng. Đôi dòng tiểu sử cha cố Massimo Ngô Vĩnh Hy, sinh ngày 8/6/1964 tại Sơn Hòa, Gia Định, thuộc giáo họ Trì Sở, giáo xứ An Lạc, nhà ở gần trại hòm An Lạc. Ông cố Đa Minh Ngô Vĩnh Khang, nguyên quán giáo xứ Ninh Cường, giáo phận Bùi Chu. Bà cố Maria Nguyễn Thị Phượng, nguyên quán giáo xứ Vĩnh Trì, Nam Định, tổng giáo phận Hà Nội. Bản thân ngài hiện đang đương nhiệm linh hướng đồng hương Ninh Cường, Lạc Môn và đồng hương Vĩnh Trì, miền Nam. Năm 1999 đến năm 2005, tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, thuộc khóa 6. Thủ phong linh mục ngày 24/6/2005 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn tổng giáo phận Sài Gòn. Năm 2005 đến năm 2010, phó sứ Tân Phú. Năm 2010 đến năm 2011, phó sứ Tân Việt. Tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011, phó sứ Nghĩa Hòa. Tháng 12 năm 2011 đến năm 2019, chánh xứ Vườn Chuối. Năm 2019 đến nay, chánh xứ Hợp An. Tạ thế vào hồi 17:37 ngày 17/10/2024, hưởng thọ 60 tuổi và 19 năm hồng ân thiên chức linh mục. Xin quý cộng đoàn dân Chúa hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cha Massimo Ngô Vĩnh Hy mau sớm được hưởng vinh phúc nước thiên đàng. Amen.